Trong chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham vào đêm ngày hôm qua trên sân nhà Old Trafford, dù không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Ronaldo vẫn để lại một ấn tượng riêng, một hình ảnh không mấy đẹp đẽ, khi anh lại một lần nữa hậm hực bỏ vào trong đường hầm, mặc cho hồi còi kết thúc trận đấu còn chưa vang lên. Sau đây, hãy cùng với Cả Bóng Đá đến với những câu chuyện đằng sau việc Ronaldo bỏ vào đường hầm. Nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ cho Cảm để tiếp tục sản xuất những video chất lượng khác anh em nhé. Vết gợn mang tên Ronaldo trong ngày vui tại Old Trafford. Ở trận đấu với Tottenham, Ronaldo đã phải trở lại băng ghế dự bị của Man United sau màn trình diễn nhạt nhòa trong trận hòa trước Newcastle. Theo đó, Marcus Rashford đã là người trực tiếp thay thế cho CR7, thi đấu cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà. Quỷ đỏ đã chơi một trận đấu rất hay trước Spurs. Họ giành chiến thắng 2-0 một cách đầy thuyết phục nhờ các pha lập công của Fares hay Bruno Fernandes. Sau đó, Christian Eriksen, Anthony Elanga, Scott McTominay đã lần lượt được chiến lược gia Erik ten Hag tung vào sân. Dù vẫn còn có đến hai sự lựa chọn để thay thế, nhưng Ronaldo đã biết mình không còn cơ hội để vào sân, bởi đồng hồ đã dần điểm về phút thứ 90 của trận đấu. Trước đó, Ronaldo cùng Eriksen đã được lệnh ra khởi động ngoài đường pitch. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan chỉ đưa cầu thủ người Đan Mạch vào sân trong những phút cuối, còn tiền đạo người Bồ Đào Nha thì không được sử dụng. Thất vọng, bực dọc và khó chịu có lẽ là cảm xúc đã được hiện hữu trong tâm trí của tiền đạo người Bồ Đào Nha lúc đó. Và anh lại một lần nữa tự làm xấu đi hình ảnh của bản thân mình bằng cách bỏ vào trong đường hầm khi tiếng còi kết thúc trận đấu còn chưa được vang lên. Chiến lược gia người Hà Lan cũng đã tỏ thái độ không hài lòng với hành động của CR7 qua buổi phỏng vấn sau trận đấu với Amazon Prime. Ông nói: "Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó vào ngày mai, không phải là hôm nay. Chúng tôi đang ăn mừng chiến thắng này và bây giờ chúng tôi phải hồi phục cho trận đấu vào thứ bảy." Việc Ronaldo tỏ thái độ hay để cảm xúc lấn át trên sân đã xảy ra thường xuyên trong suốt nhiều năm qua thi đấu đỉnh cao của anh. Nhưng ở độ tuổi 38, CR7 phải biết tự kiềm chế bản thân nhiều hơn nữa. Anh không thể cứ liên tục đạp đổ hình tượng của mình một cách vô duyên đến như vậy. Bởi sau lưng huyền thoại người Bồ Đào Nha, ngoài những người đàn em trong đội hâm mộ cũng như một tấm gương để noi theo, thì còn đó là những cậu nhóc đem lòng yêu mến anh. Và chắc chắn rằng, tất cả họ không muốn thấy hình ảnh thân tượng của mình khắc họa như những con người sâu tính. Những lần nóng tính trước đó của Ronaldo. Đây không phải lần duy nhất mà Ronaldo tự đạp đổ hình tượng của bản thân mình bằng những hành động thiếu kiểm soát. Lần gần nhất mà CR7 vượt qua ranh giới của bản thân có lẽ từ trận thua 0-1 trước Everton tại vòng 32 ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 diễn ra hồi tháng 4. Đoạn video được Sky Sports đăng tải cảnh Ronaldo đang tiến vào trong đường hầm trong tiếng la ó và huýt sáo từ người hâm mộ Everton. Lão tướng 38 tuổi vung mạnh tay khiến cho điện thoại của một cổ động viên nhí có tên là Jake đã rơi xuống đất. Một hành động không thể chấp nhận được tới từ Ronaldo. Xét về khía cạnh một cầu thủ chuyên nghiệp, bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha phải tự biết kiềm chế cảm xúc của mình. Còn xét về khía cạnh một người bình thường thì hành động phá hủy tài sản của một cậu nhóc cũng là một việc khó có thể chấp nhận được. Dù Ronaldo đã bồi thường cũng như mời Jake và gia đình đến sân Old Trafford để xem thi đấu nhưng đã bị từ chối. Mẹ của Jake khẳng định con trai cô bị sốc trước hành động của Ronaldo và không muốn gặp lại cầu thủ này. Bên cạnh đó, ở mùa hè 2016 tại Pháp cũng là vào thời điểm mà ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu được diễn ra và đội tuyển Bồ Đào Nha có siêu sao người Bồ Đào Nha chính là đội bóng đã lên ngôi vô địch ở năm đó. Nhưng trong chức vô địch tuyệt vời ấy, bản thân cựu tiền đạo của Real Madrid cũng đã có một hành động không mấy đẹp đẽ. Khi Ronaldo và những đồng đội đi dạo tại thành phố Lyon, một phóng viên của CMTV của Bồ Đào Nha đã tiếp cận để xin phỏng vấn. Bất ngờ, ngôi sao khi ấy của Real Madrid đã giật phăng micro và ném xuống hồ nước một cách rất lạnh lùng. Hành động này nhanh chóng được ống kính truyền hình ghi lại, lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với BBC sau đó, Diego Torres, phóng viên đặt câu hỏi cho rằng nguyên nhân khiến cho CR7 nổi điên để tái phát là từ những mâu thuẫn của anh và CMTV trước đó. Torres khẳng định: "Tôi hỏi Ronaldo liệu anh ấy có sẵn sàng cho trận đấu sắp tới hay không. Ronaldo không trả lời, liền sau đó giật micro và ném xuống hồ. Tôi không chắc lý do tại sao anh ấy làm vậy. Tôi nghĩ anh ấy làm việc này nếu không có nguyên nhân nào đó." Đây là một hành động không mấy đẹp đẽ của CR7, dù biết rằng truyền thông đôi khi đã thêu dệt nên những câu chuyện không đúng về anh. Và dù cho anh có muốn tuyên chiến với giới truyền thông, nhưng ném mic của một phóng viên thì lại là một hành động rất thiếu tôn trọng. Ngoài những lần mất kiểm soát trên, Ronaldo còn thường có những hành động không mấy đẹp đẽ trong màu áo của Senegal châu Âu. Đó là ném tấm băng đội trưởng của mình. Và bất ngờ thay, CR7 đã có tới 5 lần thực hiện hành động không đẹp này. Trận chung kết Euro 2016 với Pháp, Ronaldo được xem là niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha. Dù vậy, anh đã sớm bị Payet phạm lỗi và phải rời sân ở phút thứ 26. Quá thất vọng vì không thể thi đấu tiếp, Ronaldo đã ném tấm băng đội trưởng của mình xuống đất và sau đó nó được nhặt lên và trao lại cho Nani.
vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, đội tuyển Bồ Đào Nha khi đó chạm trán với Serbia ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng Bồ Đào Nha đã bị cầm hòa 2 đều cho tới cuối trận. Trận cầu được xem là bất công với cá nhân Ronaldo khi anh đã có một cú sút đưa bóng qua vạch vôi nhưng bị hậu vệ của Serbia phá bóng. Trọng tài người Hà Lan Danny McKinley đã bỏ qua tình huống trên và không thèm xem lại VAR. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng người Bồ Đào Nha đã ném tấm băng thủ quân xuống đất và đi thẳng vào trong đường hầm. Tại Euro 2020, đội tuyển Bồ Đào Nha dự giải đấu với mục tiêu bảo vệ cho chức vô địch. Dù vậy, Ronaldo và những người đồng đội đã chịu thua bỉ 0-1 ở vòng 16 đội. Thất vọng vì bị loại, Ronaldo lại chút giận lên tấm băng đội trưởng. Sau khi nghĩ lại, anh nhặt tấm băng đội trưởng lên và đi ra khỏi sân. Dù vậy, lúc đi tới gần đường hầm, Ronaldo đã vứt tấm băng đội trưởng thêm một lần nữa và đá nó ra xa. Và cuối cùng là lần gần nhất trong trận đấu thuộc trận đấu quốc tế Nations League. Trận đấu diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Ronaldo lại ném tấm băng đội trưởng của mình xuống đất sau trận thua của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Trận thua này khiến cho Bồ Đào Nha đang có lợi thế lại bị đối thủ giật luôn tấm vé vào trận bán kết Nations League. Qua những sự việc trên cho chúng ta thấy được rằng Ronaldo dù đã bước sang tuổi 38 nhưng anh vẫn có một cái đầu rất nóng và khó có thể tự để bản thân kiểm soát nó được. Dù điều đó có đến từ khao khát chiến thắng, chinh phục vô cùng mãnh liệt đi chăng nữa, thì CR7 cần phải biết tự hạ nhiệt mình để không kéo mọi chuyện đi ngày càng xa hơn. Ronaldo chưa bao giờ yên ổn tại Man United từ khi Ten Hag xuất hiện. Câu chuyện giữa thầy và trò Erik Ten Hag và CR7 đang không ít lần dậy sóng từ hồi đầu mùa giải, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha nhiều lần tố bất mãn với chiến lược gia người Hà Lan. Ngoài ra, trong trận giao hữu với Rayo Vallecano, CR7 cũng đã bỏ về giữa chừng mặc cho trận đấu còn chưa kết thúc. Tuy nhiên, những câu chuyện về mâu thuẫn nội bộ tưởng chừng như đã được giải quyết một cách êm xuôi khi hình ảnh một Ronaldo ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế dự bị và sẵn sàng ra sân bất cứ khi nào Ten Hag yêu cầu. Và có lẽ nhờ chịu lắng nghe ông thầy người Hà Lan nên Ronaldo cũng đã dần được trao niềm tin trở lại, cơ hội để trở lại với các đấu trường tại Europa League. Dù màn trình diễn của siêu sao người Bồ Đào Nha là không mấy thuyết phục tại sân chơi châu lục, nhưng khi về đến ngoại ngành, anh mới được tung vào sân ở những phút sau của hiệp thi đấu thứ hai. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng Ten Hag vẫn rất cần Ronaldo, nếu không cần ở mặt chuyên môn thì sẽ là động lực cho các cầu thủ trẻ. CR7 cũng đã đáp lại niềm tin của ông thầy người Hà Lan bằng một bàn thắng vào lưới của Everton, trực tiếp giúp cho Man United giành được trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân khách Goodison Park. Nhưng sau màn trình diễn đó, Ronaldo lại tỏ vẻ bế tắc trong trận hòa nhạt nhòa trước Newcastle, và dấu hiệu của tuổi tác đã in rõ trong anh qua từng trận đấu, khi những pha dứt điểm dần thiếu đi sự chính xác, còn tốc độ cũng đã không còn được đảm bảo. Và ai cũng thấy một điều rằng chỉ có khao khát mãnh liệt đã che mờ đi lý trí của CR7. Tiền đạo người Bồ Đào Nha nên nhận thức được rằng mình đã bước sang tuổi 38 và dù khao khát đến mấy đi chăng nữa, anh cũng không thể đáp ứng được sự vận động thay đổi liên tục của trái bóng ngày nay. Cựu tiền đạo của Real Madrid nên là một con bài chiến lược hơn là một cây săn bàn chính của một đội bóng. Anh bắt buộc phải chấp nhận điều đó nếu còn muốn được hít thở bầu không khí đỉnh cao của bóng đá ngoại hạng Anh. Ronaldo đã có một hành động không đẹp khi bỏ vào trong đường hầm, mặc kệ tiếng còi mãn cuộc, mặc luôn cả những người đồng đội vừa vắt sức chạy ở trên sân để giành lấy 3 điểm. CR7 đã 38 tuổi, anh không còn trẻ trung như xưa để hành xử một cách như vậy. Dù bực bội, dù thất vọng hay giận dỗi đi chăng nữa thì không được ra sân, thì anh cũng phải có một hành động nào đó để cho đồng đội lẫn đối thủ tôn trọng mình. Ronaldo đang thực sự làm xấu đi hình tượng của bản thân và những chương cuối trong sự nghiệp huy hoàng của mình.